Chào mọi người, buổi sáng tốt lành vui vẻ. Nên em có cục hàng gửi từ Hà Nội vô, nên anh em ở miền ngoài tin tưởng giao cho em làm đồ. Đây, từ Hà Nội anh em cũng gần giờ chuyển vô cho em làm, mà em cũng chưa biết cái mặt hàng gì đây, để em khui ra cho mọi người xem. Đây là anh em được sự tín nhiệm của anh em ở ngoài Bắc gửi đồ vô cho em làm. Đây còn nguyên đai nguyên kiện luôn của Viettel gửi qua luôn. Đây có thằng nhỏ nó quay phim mà bữa nay nó nghỉ rồi. Rồi đồ của Hà Nội gửi vô. Rồi đây, rồi xong. Anh em ngoài Hà Nội gửi vô làm, để em coi cái gia công cái món gì đây. Cũng có mấy người gửi lận chứ không phải một người gửi, cho nên không biết đồ gì. Đây đây. Đó, ô có kỹ dữ à. Đây, rồi đây. Đây. Đây là cái gì em cũng chưa biết nữa. Đây, này đồ của anh em ở ngoài Hà Nội gửi vô nhờ em phục hồi gia công làm đóng bạc. Có nghe một cách ông nói là gỡ cái đạn chỉ này ra thay cái bạc vô đấy. Đây đồ ngoài Hà Nội gửi vô cho em, anh em ngoài Hà Nội đây. Đó, mới gửi vô luôn, mới gửi tới luôn. Đây được anh em ở ngoài miền ngoài tin tưởng giao cho em nhiều cái nhiệm vụ. Hà Nội mà anh em cũng vẫn gửi cho em làm. Có anh em nào có cần tới cái chương trình của em là hàng tiện khoai bào, gia công các chi tiết, phục hồi các chi tiết, anh em gần xa có nhu cầu cứ nhắn tin cho em là em sẽ phục vụ anh em liền. Đây rồi, chào mọi người. Em cũng chưa biết cái này là cái cho chạy cho cái gì nữa. Này, ông khách là ông kêu là bỏ cái đạn chỉ này ra thay bằng một cái bạc. Đó. Rồi, chào mọi người. Anh em gần xa có nhu cầu gia công phục hồi chi tiết thì cứ alo hay là nhắn tin cho em cũng được. Rồi, chào mọi người.